Xin chào tất cả các bạn, mình là Thảo đây và chào mừng trở lại với channel YouTube của mình. Đã từ lâu lắm rồi, các bạn biết là mình đã bỏ bê kênh channel YouTube này của mình cũng được một thời gian rồi. Tại vì các bạn là mình cũng không có nhiều thời gian để làm clip dạy make cho các bạn. Nói là dạy make thì hơi quá, thực ra là hướng dẫn make up thì có vẻ đúng hơn. Tuy nhiên là hôm nay mình muốn quay trở lại với một cái clip hoàn toàn mới mà mình chưa thử làm bao giờ, đấy là clip thử son. Hôm nay trên tay mình là 7 thỏi son. Ủa sao ở đây 6 thỏi vậy? Kệ đi. Rất là nhiều màu son của Agapan của Hàn Quốc. Theo như những gì mà mình cảm nhận sau khi thử cái dòng son này, như mình sẽ liệt kê ra một số ưu điểm chính. Thứ nhất là vỏ son đẹp mắt, ưa nhìn. Màu đen nữa, mình rất thích màu đen. Thứ hai, son rất là mềm, mượt và rất là dễ đánh. Đánh đến đâu là lên màu tới đó, rất là mềm, siêu siêu mềm luôn ý. Và thứ ba, rất thơm, son này cực kỳ thơm. Thì cái màu của nó lên rất là đúng, rất là chuẩn, rất là thơm, rất là mềm, không bị khô môi một chút nào. Vậy chúng mình hãy cùng bắt đầu clip nhé.